Xin chào các em học sinh lớp 2 thân mến. Rất vui khi được gặp lại các em trong tiết học toán hôm nay. Như thường lệ, trước khi bước vào tiết học mới, các em đã chuẩn bị đầy đủ vở ghi bài, vở nháp, bút, thước cho tiết học hôm nay chưa? Và để cho tiết học hôm nay diễn ra được hiệu quả, các em nhớ chuẩn bị thêm mô hình đồng hồ có trong bộ đồ dùng học toán hoặc mô hình đồng hồ mà các em sẵn có ở nhà của mình nhé. Các em cũng nhớ chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng với tư thế ngồi học đúng, không ngồi quá gần màn hình TV hoặc máy tính và nhớ tích cực tham gia các hoạt động cùng với cô nhé. Hy vọng rằng trong suốt quá trình học tập, bố mẹ sẽ luôn là người bạn đồng hành với các em. Để khởi động cho tiết học hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau thử vận may qua trò chơi ngôi sao may mắn. Có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời đêm và có 5 ngôi sao đã được đánh số từ 1 đến 5. Với việc trả lời đúng các câu hỏi ẩn chứa đằng sau mỗi ngôi sao sẽ giúp các em nhận được những hộp quà may mắn đấy. Đã sẵn sàng để chinh phục thử thách ngày hôm nay cùng với cô chưa? Chúng mình cùng bắt đầu với câu hỏi số 1 nào. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Ở đây, kim chỉ giờ đang chỉ số 12, kim chỉ phút đang chỉ số 3, với đồng hồ đang chỉ 12 giờ 15 phút. Chúc mừng các em đã nhận được hộp quà may mắn đầu tiên rồi đấy. Mình cùng đến với câu hỏi tiếp theo ẩn chứa phía sau ngôi sao số 2 nhé. 3 giờ chiều hay còn gọi là mấy giờ? Rất dễ đúng không nào? 3 giờ chiều hay còn gọi là 15 giờ. Chúc mừng các em với câu trả lời đúng vừa rồi. Các em đã nhận được hộp quà tiếp theo rồi. Mình cùng đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Nam học bài lúc mấy giờ mấy phút tối hay còn gọi là mấy giờ mấy phút? Ở đây quan sát đồng hồ, ta có thể thấy rằng Nam học bài lúc 7 giờ 30 phút tối. Và 7 giờ 30 phút tối hay còn gọi là mấy giờ các em? 7 giờ 30 phút tối hay còn gọi là 19 giờ 30 phút. Chúc mừng các em đã nhận được hộp quà may mắn tiếp theo rồi. Chúng mình cùng đến với thử thách tiếp theo, câu hỏi đằng sau ngôi sao thứ tư nhé. Hãy xem tờ lịch tháng 2 năm 2022 và cho cô biết tháng 2 có bao nhiêu ngày nào? Ở đây chúng ta có thể thấy rằng tháng 2 của năm 2022 bắt đầu từ ngày mùng 1 và kết thúc ở ngày 28. Vậy tháng 2 có 28 ngày đấy. Chúc mừng các em lại nhận thêm được một hộp quà may mắn nữa. Chúng mình cùng đến với thử thách cuối cùng đằng sau ngôi sao số 5 nhé. Ngày 18 tháng 2 là ngày thứ mấy? Ở đây các em có thể thấy rằng ngày 18 ứng với cột thứ 6 nên ngày 18 tháng 2 là ngày thứ 6. Chúc mừng các em đã hoàn thành rất xuất sắc câu hỏi số 5 vừa rồi. Và như vậy là các em đã nhận được rất nhiều các hộp quà bí mật từ phần khởi động vừa rồi, đúng không nào? Cô xin chúc mừng tất cả các em. Và với phần khởi động vừa rồi, các em không chỉ được tham gia một hoạt động rất lý thú, mà qua đó các em còn được ôn lại kiến thức về ngày, giờ, giờ, phút và ngày tháng mà các em đã được học ở những tiết học trước. Tiết học hôm nay,
cô và các em sẽ cùng nhau ôn luyện lại những kiến thức đó qua bài luyện tập chung tiết 1. Khi học bài này, các em sẽ được củng cố kỹ năng xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6 và số 12. Từ đó, các em sẽ vận dụng kỹ năng xem đồng hồ vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Và qua đó sẽ giúp các em biết quý trọng thời gian. Và thông qua các hoạt động quan sát, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến về cách xem đồng hồ sẽ giúp các em phát triển các năng lực toán học. Hãy cùng cô chinh phục các bài tập của tiết học ngày hôm nay nhé! Chúng ta bắt đầu với bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Hãy đọc thầm yêu cầu của bài tập số 1 nhé! Một, đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau? Ở đây, bài tập số 1 gồm có 4 chiếc đồng hồ A, B, C, D. Trong đó, đồng hồ A và đồng hồ B là đồng hồ kim, đồng hồ C và đồng hồ D là đồng hồ điện tử. Mỗi chiếc đồng hồ đều đang chỉ một mốc thời gian. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là các em sẽ đọc thật kỹ những câu đã cho, xác định mốc thời gian rồi tìm chiếc đồng hồ tương ứng với mốc thời gian của các câu đó. Hãy cùng cô đọc lại những câu đã cho một lần nữa nhé. A. Em giúp mẹ nấu cơm lúc 5 giờ chiều. B. Em đang học ở trường lúc 9 giờ 30 phút sáng. C. Cả nhà em ăn cơm lúc 18 giờ 15 phút. D. Em đi ngủ lúc 21 giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm chiếc đồng hồ tương ứng cho câu A nhé. A. Em giúp mẹ nấu cơm lúc 5 giờ chiều. Để tìm được chiếc đồng hồ tương ứng với mốc thời gian ở câu A, đầu tiên chúng ta cần xác định mốc thời gian trong câu đó. Vậy em giúp mẹ nấu cơm lúc mấy giờ? À, em giúp mẹ nấu cơm lúc 5 giờ chiều. Vậy 5 giờ chiều hay còn gọi là mấy giờ các em? Đúng rồi đấy, 5 giờ chiều hay còn gọi là 17 giờ. Vậy chiếc đồng hồ nào đang chỉ 5 giờ chiều hoặc 17 giờ? À, quan sát 4 chiếc đồng hồ, ta thấy rằng đồng hồ D đang chỉ 17 giờ. Vậy ta sẽ nối câu A với chiếc đồng hồ tương ứng là chiếc đồng hồ D. Tương tự, các em hãy tìm những chiếc đồng hồ tương ứng của các câu còn lại nhé. Mời các em! Các em đã hoàn thành bài làm của mình chưa nào? À, cô tin chắc rằng các em đã có thể dễ dàng tìm được những chiếc đồng hồ tương ứng với nội dung của các câu được đưa ra rồi, đúng không? Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra kết quả nhé. B. Em đang học ở trường lúc 9 giờ 30 phút sáng. Đầu tiên, chúng ta xác định mốc thời gian trong câu này. Em đang học ở trường lúc mấy giờ? À, em đang học ở trường lúc 9 giờ 30 phút sáng. Vậy chiếc đồng hồ nào đang chỉ 9 giờ 30 phút? À, đúng rồi đấy. Chiếc đồng hồ A đang chỉ 9 giờ 30 phút nên ta sẽ nối câu B với chiếc đồng hồ A. C. Cả nhà em ăn cơm lúc 18 giờ 15 phút. 18 giờ 15 phút hay còn gọi là mấy giờ cả em? Rất dễ đúng không nào? 18 giờ 15 phút hay còn gọi là 6 giờ 15 phút chiều. Vậy chiếc đồng hồ này đang chỉ 18 giờ 15 phút hay 6 giờ 15 phút chiều? À, quan sát 4 chiếc đồng hồ, ta có thể thấy rằng chiếc đồng hồ C đang chỉ 18 giờ 15 phút. Vậy ta sẽ nối câu C với chiếc đồng hồ nào các em? À, chắc chắn là câu C sẽ được nối với chiếc đồng hồ C. Mình cùng đến với câu cuối cùng. D.
Em đi ngủ lúc 21 giờ. Lúc mấy giờ thì em đi ngủ? À, em đi ngủ lúc 21 giờ. 21 giờ hay còn gọi là mấy giờ? 21 giờ hay còn gọi là 9 giờ tối. Vậy chiếc đồng hồ nào đang chỉ 9 giờ? À, chiếc đồng hồ B đang chỉ 9 giờ. Vậy ta sẽ nối chiếc đồng hồ B với câu D. Như vậy, vừa rồi các em đã vừa vận dụng kiến thức đã học để tìm những chiếc đồng hồ tương ứng với các mốc thời gian trong những câu đã cho. Như lúc 9 giờ 30 phút sáng hay còn gọi là 9 giờ rưỡi sáng thì em đang học ở trường. Lúc 17 giờ hay còn gọi là 5 giờ chiều em giúp mẹ nấu cơm. Lúc 18 giờ 15 phút hay còn gọi là 6 giờ 15 phút chiều thì cả nhà em ăn cơm. Và lúc 9 giờ tối hay còn gọi là 21 giờ thì em đi ngủ. Và ta có thể nhận ra rằng đây là các hoạt động trong một ngày của một bạn nhỏ ở 4 mốc thời gian đã cho. Vậy các em hãy chia sẻ việc mà các em thường làm tại 4 thời điểm này để bố mẹ và người thân của mình cùng nghe nhé. Cô tin chắc rằng các em đã có thể dễ dàng chia sẻ được những việc mà mình thường làm vào 4 thời điểm trên cho bố mẹ và người thân của mình cùng nghe rồi, đúng không nào? À, và như vậy, hy vọng rằng qua việc biết được cách xem đồng hồ thì các em sẽ có thể sắp xếp các hoạt động trong một ngày của mình thật khoa học, hợp lý và tránh để thời gian trôi qua một cách lãng phí nhé. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với bài tập tiếp theo. Đọc thầm đề bài tập số 2 nào. 2. Câu nào đúng, câu nào sai? Ở bài tập số 2, chúng ta có 2 bức tranh. Mỗi bức tranh là một tình huống về giờ vào học và giờ làm việc của trường học và ngân hàng. Nhiệm vụ của chúng ta là các em sẽ quan sát tranh, đọc thông tin, sau đó các em sẽ lựa chọn câu đúng, câu sai cho bài tập số 2. Bây giờ chúng ta cùng đến với bức tranh đầu tiên. Các em hãy quan sát tranh và nói cho bố mẹ biết các em biết được những thông tin gì của bức tranh này nhé. À, quan sát tranh, chúng ta có thể thấy được tranh vẽ cảnh ở cổng của một trường tiểu học. Vậy thì trường tiểu học này vào học lúc mấy giờ? À, rất dễ, đúng không nào? Trường tiểu học này vào học lúc 7 giờ 30 phút. Vậy lúc bố chờ bạn nhỏ đến trường thì đồng hồ đang chỉ mấy giờ cả em? À, lúc bố chờ bạn nhỏ đến trường thì đồng hồ đang chỉ 8 giờ 30 phút. Vậy đố các em lúc này thì trường đã vào học chưa? À, lúc này trường đã vào học rồi đấy các em. Vậy thì với câu A, đi học đúng giờ, thì chúng ta sẽ điền đúng hay sai? À, đi học đúng giờ là một câu nói sai. Vậy chúng ta sẽ điền chữ sờ vào ô trống. Thế còn đi học muộn giờ thì sao? À, bà nhỏ này đã đến trường học muộn giờ rồi đấy các em ạ. Vậy đây là một câu nói đúng. Chúng ta sẽ điền chữ đờ vào ô trống. Bây giờ, tương tự như cách mà cô đã hướng dẫn, các em hãy thực hiện với bức tranh tiếp theo nhé. Các em đã hoàn thành xong bài làm của mình chưa? Ở bức tranh số 2, các em thấy gì nào? À, bức tranh số 2 vẽ về một ngân hàng và cung cấp cho chúng ta thông tin về giờ làm việc của ngân hàng đó. Vậy các em hãy cho cô biết giờ làm việc của ngân hàng này như thế nào?
À, buổi sáng thì sẽ làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ làm việc từ 13 giờ đến 16 giờ 30. Vậy, khi người này đến ngân hàng thì đồng hồ đang chỉ mấy giờ cả em? À, quan sát đồng hồ, ta có thể thấy rằng lúc đến ngân hàng thì đồng hồ đang chỉ 10 giờ 15 phút. Vậy, ngân hàng làm việc từ 8 đến 12 giờ trưa. Đến ngân hàng lúc 10 giờ 15 phút. Vậy, đồ cạp em, lúc này ngân hàng có còn làm việc không? À, mốc thời gian này 10 giờ 15 phút vẫn nằm trong khung giờ làm việc của ngân hàng đấy. Vậy, ngân hàng mở cửa, ta sẽ điền chữ gì vào ô trống? À, chắc chắn là chữ đúng rồi đúng không nó? Và ngân hàng đóng cửa thì ta sẽ điền chữ gì? À, ngân hàng đóng cửa, ta sẽ điền chữ sờ vào ô trống ứng với đáp án sai. Như vậy, vừa rồi các em đã vận dụng kiến thức đã học để tìm câu đúng, tìm câu sai cho những tình huống về giờ vào học và giờ làm việc ở trường học cũng như ở ngân hàng. Và các em biết không, việc vận dụng này vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi chúng ta tham gia các hoạt động cũng như khi chúng ta đi đến các địa điểm. Chẳng hạn như siêu thị mở cửa từ 9 giờ sáng đến 22 giờ. Vậy nếu chúng ta đến siêu thị trong khung giờ này thì siêu thị đang mở cửa. Còn nếu chúng ta đến siêu thị ngoài khung giờ này thì siêu thị sẽ đóng cửa đấy. Hoặc là ở công viên vui chơi cũng vậy. Từ thứ hai đến thứ sáu thì công viên sẽ mở cửa lúc 17 giờ đến 22 giờ. Thứ bảy và chủ nhật thì công viên sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 22 giờ. Vậy nếu các em muốn đến công viên để vui chơi giải trí thì các em hãy nhớ đến đúng vào khung giờ làm việc của công viên nhé. Và nếu vận dụng việc xem đồng hồ một cách chuẩn xác thì sẽ giúp cho các em có ý thức đúng giờ và sẽ đạt hiệu quả trong các hoạt động hàng ngày để thời gian không bị lãng phí. Như vậy, vừa rồi chúng ta vừa hoàn thành rất tốt bài tập số 2. Vậy cùng cô bước sang bài tập số 3, xem thử chúng ta điều gì đang chờ đợi chúng ta nhé. Ở đây, cô có một bức tranh dành cho các em. Các em hãy quan sát tranh và chia sẻ cho bố mẹ biết các em thấy gì ở bức tranh này nào. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng tranh vẽ hai bạn nhỏ, một bạn nữ và một bạn nam. Bạn nữ đang cầm trên tay chiếc đồng hồ và bạn ấy đang thực hiện quay kim trên chiếc đồng hồ ấy. Còn bạn nam thì sẽ đọc giờ trên chiếc đồng hồ của bạn nữ. Và đây cũng chính là hoạt động của chúng ta ở bài tập tiếp theo. Mời các em đọc thầm yêu cầu của bài tập số 3. Ba, quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ. Vậy bài tập số 3 yêu cầu chúng ta làm gì các em? À, bài tập số 3 yêu cầu chúng ta sẽ quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ các mốc thời gian đã cho. Vậy để thực hiện tốt bài tập này thì mời các em hãy đặt mô hình đồng hồ mà mình đã chuẩn bị từ đầu tiết học lên bàn nào. Các em đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng cô thực hành nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi hay còn gọi là mấy giờ các em? Rất dễ đúng không nào? 2 giờ rưỡi hay còn gọi là 2 giờ 30 phút. Vậy, để đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút thì đủ các em kim giờ và kim phút
sẽ nằm ở những vị trí nào? À, khi đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút thì kim phút sẽ nằm ở số 6. Và kim giờ do kim phút đã quay 30 phút tính từ 2 giờ nên kim giờ sẽ di chuyển đến ở giữa số 2 và số 3. Hãy quan sát bạn nữ này quay kim chiếc đồng hồ nhé. À, như vậy bạn nữ đã quay kim chiếc đồng hồ để kim phút chỉ số 6. Kim giờ di chuyển đến giữa số 2 và số 3. Hãy cùng cô đọc lại giờ trên chiếc đồng hồ này nào. 2 giờ rưỡi. Bây giờ, tương tự, các em hãy cùng nhau thực hành bài tập A của bài tập số 3 nhé. Các em đã quay kim như thế nào? Bây giờ, hãy cùng cô kiểm tra xem thử chúng ta đã thực hành đúng chưa nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ quay kim để đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút. Vậy, để đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút, thì kim giờ và kim phút sẽ nằm ở những vị trí nào? À, cô chắc chắn rằng rất nhiều bạn đã có thể chia sẻ cho người thân của mình cùng nghe rồi, đúng không nào? Khi đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút, thì kim phút sẽ chỉ số 3 và kim giờ sẽ chỉ quá số 9 một chút. Vậy chúng ta hãy cùng xem bạn nữ này quay kim đã đúng chưa nhé? À, như vậy vừa rồi bạn nữ đã thực hiện quay kim để đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút. Và ở đây các em có thể thấy rằng do kim phút đã di chuyển 15 phút tính từ 9 giờ nên kim giờ sẽ quá số 9 một chút. Chúng ta cùng đến với mốc thời gian tiếp theo, đó là quay kim để đồng hồ chỉ 10 giờ. Khi đồng hồ chỉ giờ đúng thì đố các em kim phút sẽ nằm ở vị trí nào? Rất dễ đúng không nào? Khi đồng hồ chỉ giờ đúng thì kim phút sẽ nằm ở vị trí của số 12. Ở đây, mốc thời gian là 10 giờ, vậy kim giờ sẽ di chuyển đến vị trí số 10. Hãy cùng bạn nữ này quay kim để chiếc đồng hồ chỉ 10 giờ nhé. À, như vậy chiếc đồng hồ của chúng ta đã chỉ 10 giờ rồi đấy các em. Mình cùng đến với mốc thời gian tiếp theo, 11 giờ 30 phút. Chúng ta cùng xem bạn nữ này quay kim để đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút như thế nào nhé. À, như vậy ở đây do kim phút đã di chuyển 30 phút tính từ 11 giờ nên kim giờ sẽ di chuyển đến giữa số 11 và số 12. Cùng cô đọc lại thời gian ở chiếc đồng hồ này nào. 11 giờ 30 phút. Vậy tương tự các em hãy tiếp tục thực hành với câu B của bài tập này nhé. Các em đã thực hành như thế nào? Hãy cùng cô kiểm tra kết quả với các mốc thời gian ở câu B. Đầu tiên, đó là quay kim để đồng hồ chỉ 13 giờ. 13 giờ hay còn gọi là mấy giờ các em? À, 13 giờ hay còn gọi là 1 giờ chiều. Vậy, chúng ta sẽ quay kim để đồng hồ chỉ 1 giờ chiều nào. Khi đồng hồ chỉ 1 giờ chiều hay còn gọi là 13 giờ, thì kim phút sẽ dừng ở số 12 và kim giờ sẽ dừng ở số 1. Đọc lại mốc thời gian cùng cô. 13 giờ.
Chúng ta đến với mốc thời gian tiếp theo. Quay kim để đồng hồ chỉ 17 giờ 15 phút. Vậy 17 giờ 15 phút hay còn gọi là mấy giờ? À, 17 giờ 15 phút hay còn gọi là 5 giờ 15 phút chiều. Vậy chúng ta hãy quay kim để đồng hồ chỉ 5 giờ 15 phút chiều nhé. Như vậy, chiếc đồng hồ của chúng ta đã chỉ 17 giờ 15 phút đấy các em. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng kim chỉ phút đang dừng ở số 3. Do kim chỉ phút đã quay được 15 phút tính từ 5 giờ nên kim chỉ giờ sẽ qua số 5 một chút. Thế 21 giờ 30 phút thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem kim đồng hồ quay như thế nào nhé. À, đồng hồ đang chỉ 21 giờ 30 phút, hay còn gọi là 9 giờ 30 phút tối đấy các em ạ. Vậy khi đồng hồ chỉ 21 giờ 30 phút thì chúng ta có thể thấy rằng kim phút đang dừng ở số 6 và kim giờ di chuyển đến giữa số 9 và số 10. Đọc lại giờ cung cốt. 21 giờ 30 phút. Với mốc thời gian cuối cùng, 24 giờ. 24 giờ hay còn gọi là mấy giờ? À, 24 giờ hay còn gọi là 12 giờ đêm. Vậy hãy cùng quay kim để đồng hồ chỉ 12 giờ đêm nhé. À, bây giờ chiếc đồng hồ của mình đang chỉ 24 giờ hay 12 giờ đêm đấy các em. Và ở đây các em có thể thấy rằng kim giờ và kim phút đang nằm cùng một vị trí, đó là chỉ vào số 12. Đọc lại giờ cung cố. 24 giờ. Như vậy, vừa rồi các em đã thực hành quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ các mốc thời gian đã cho. Chúng ta đã quay để đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi, 9 giờ 15 phút, 10 giờ và 11 giờ 30 phút. Vậy các em có nhận xét gì về các mốc thời gian của 4 chiếc đồng hồ này không nào? Hãy chia sẻ để bố mẹ và người thân của mình cùng nghe. Cô tin chắc rằng có rất nhiều bạn đã phát hiện ra rồi đấy. Đó là những chiếc đồng hồ này đang chỉ giờ sáng và giờ trưa. Ở đây chúng ta có 2 giờ rưỡi sáng, 9 giờ 15 phút sáng, 10 giờ sáng, 11 giờ 30 phút trưa. Thế còn 4 chiếc đồng hồ ở câu B thì thế nào? 13 giờ, 17 giờ 15 phút, 21 giờ 30 phút và 24 giờ. À, rất dễ nhận ra đúng không đó? 4 chiếc đồng hồ này là chỉ giờ chiều, giờ tối và giờ đêm. 13 giờ hay còn gọi là 1 giờ chiều. 17 giờ 15 phút hay còn gọi là 5 giờ 15 phút chiều. 21 giờ 30 phút hay còn gọi là 9 giờ 30 phút tối. Và 24 giờ hay còn gọi là 12 giờ đêm. Như vậy vừa rồi, các em đã vừa thực hành rất tốt bài tập số 3 quay kim để đồng hồ chỉ giờ ở các mốc thời gian đã cho. Và bài tập số 3 cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ở đây. Vậy, các em hãy chia sẻ cho bố mẹ và người thân của mình biết qua tiết học này thì các em đã biết thêm được những gì nào? À, qua tiết luyện tập trung tiết mục này, các em đã được củng cố kỹ năng xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 3 thì đó là giờ 15 phút.
Khi kim phút chỉ số 6 thì đó là giờ 30 phút hay còn gọi là giờ rưỡi. Và khi kim phút chỉ số 12 thì đó là giờ đúng. Qua đó, các em cũng đã vận dụng kỹ năng xem đồng hồ vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống liên quan đến thời gian và nhận thấy được mối quan hệ mật thiết giữa thời gian và cuộc sống. Từ đó, các em sẽ biết quý trọng thời gian và trở thành người có ý thức đúng giờ. Hy vọng rằng các em sẽ vận dụng thật tốt những kiến thức mà chúng ta đã học vào cuộc sống hàng ngày của mình nhé. Và ở nhà, các em nhớ ôn lại kỹ năng xem lịch, xác định số ngày trong tháng, ngày trong tuần để tiết sau cô giáo sẽ hướng dẫn các em trong bài luyện tập chung tiết 2. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào thân ái các em và hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo.